Nhận định bóng đá MU với Southampton. 3 giờ 15 phút ngày 3 tháng 2, vòng 22 Premier League, được trở về sân nhà để tiếp đón Southampton sẽ là cơ hội tốt để MU có thể tìm lại niềm vui chiến thắng. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. MU đang phải trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi đã 2 trận đấu liên tiếp ở giải ngoại hạng, họ đã không thể giành được chiến thắng. Chính loạt trận này đã khiến thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer để mất ngôi đầu bảng vào tay câu lạc bộ cùng thành phố Man City dù thi đấu nhiều hơn một trận. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, trước 2 trận đấu kể trên, Quỷ Đỏ đã từng sở hữu chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp ở Premier League, 10 chiến thắng và 3 trận hòa kể từ sau thất bại trước Arsenal hồi đầu tháng 11. Ngoài ra, thành tích đối đầu của đội bóng thành Manchester với các câu lạc bộ top dưới cũng là khá tốt. Cụ thể, sau 10 trận đấu với các đội xếp ở nửa sau bảng xếp hạng mùa này, ngoài 2 thất bại trước Crystal Palace và Sheffield United, họ chưa để mất điểm trong bất cứ trận đấu nào khác. Bên kia chiến tuyến, sau giai đoạn khởi đầu mùa giải thăng hoa khi đã có lúc vươn lên đến vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, Southampton có vẻ như đang có dấu hiệu chững lại với 3 thất bại liên tiếp ở 3 vòng đấu gần nhất. Chuỗi trận này đã góp phần đẩy họ tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và để top 5, top những đội được dự cúp châu Âu mùa sau, bỏ xa tới 6 điểm. Thêm vào đó, xét về màn trình diễn trên sân khách, thầy trò huấn luyện viên Ralf Hasenhüttl TTL cũng không phải là đội bóng có thống kê thực sự nổi trội. Tính trong 9 chuyến hành quân xa nhà kể từ đầu mùa ở Premier League, họ mới chỉ có được vỏn vẹn 2 chiến thắng và đã để mất đến 14 trên 27 điểm tối đa. Hơn thế nữa, lịch sử còn chỉ ra rằng câu lạc bộ miền Nam thường không có được những kết quả tích cực khi phải chạm trán với MU. Điều này thể hiện qua việc họ đã không giành được bất cứ chiến thắng nào và để thua tới 5 trong 10 trận đấu gần nhất với Quỷ Đỏ thành Manchester. Vì những lý do trên, MU được dự đoán là sẽ có được trọn vẹn 3 điểm ở cuộc đối đầu tới. Dự đoán tỷ số trận đấu, MU 3-1 Southampton. We'll be right back.